Chúng ta bắt đầu bài học. Ở buổi hôm nay thì chúng ta sẽ sửa các bài tập ở ở cái phần chuyển động liên kết. Ở phần chuyển động liên kết này thì bài tập nó cũng không có nhiều. Tuy nhiên nó rất là điển hình. Kết hợp với cái chuyển động liên kết này thì chúng ta có thể vận dụng để chúng ta giải quyết các bài tập ở phần động lực học hoặc là chương các luật bảo toàn nó có liên quan đến chuyển động liên kết. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý lần lượt các bài tập từ dễ đến khó. Chúng ta cùng làm, chúng ta cùng trao đổi để chúng ta phát hiện được vấn đề. Từ đó chúng ta sẽ có cách chúng ta xử lý chung. Câu số 1. Bài toán như sau. Một quả cầu khối lượng là M lớn được treo vào đỉnh A, vạch qua rồng rộng động B như hình vẽ. Và đỉnh A là chỗ này này. Đây là rồng rộng động B. B chuyển động đều trên đường thẳng nằm ngang đi qua A với vận tốc hướng ra xa A. Xác định vận tốc của M đối với các hệ của chiếu sau. Câu A là gắn với rồng rộng và câu B là gắn với tường. Tức là bây giờ chúng ta sẽ tìm xem thử là vận tốc của vật M lớn đối với rồng rộng là bao nhiêu và vận tốc của M lớn đối với tường là bao nhiêu. Rồi, câu này ta mời Phượng trình bày xem nào. Dạ thưa thầy, là câu A là ta có x cộng y bằng l. X cộng y bằng l, trong đó x là gì và y là gì? Dạ, x là cái khoảng cách AB theo phương an. Ở đây là chúng ta hiểu như sau, để xác định vị trí của rồng rộng trong quá trình mà nó chuyển động thì chúng ta sẽ sử dụng cái biến tọa độ là x, là biến này. Để xác định vị trí của vật M lớn trong quá trình nó chuyển động thì chúng ta sẽ sử dụng cái biến tọa độ là y, là biến này. Ở đây chúng ta sẽ có này, tại mọi thời điểm thì cái tổng của x và y nó chính là chiều dài của sợi dây. Và chiều dài của sợi dây này là không đổi. Nó không đổi theo thời gian. Và phương trình này chúng ta gọi là phương trình liên kết. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đạo hàm hai vế này theo thời gian. Chiều dài sợi dây là hằng số, do đó đạo hàm của nó sẽ bằng 0. Như vậy là vế phải bây giờ chúng ta sẽ còn là x chấm và y chấm. Mặt khác chúng ta lại có x chấm và y chấm nó sẽ như thế nào? Mặt khác ở đây chúng ta sẽ có là x chấm nó sẽ chính bằng v, còn y chấm sẽ chính bằng là trừ trừ u. U ở đây là gọi là được gọi là vận tốc của M lớn đối với cái rồng rộng động. Thay vào trên thì chúng ta sẽ thấy được ngay về mạch độ lớn thì chúng ta sẽ có là u bằng v, u bằng v. Bạn Phượng có được kết quả như này chưa? Dạ được ạ. Rồi, còn ý B thì sao? Dạ, ý B là VM là bằng căn của V bình cộng cho V bình, trong đó là V y là bằng cái V. IB người ta yêu cầu mình tìm vận tốc của M lớn đối với tường. Vận tốc của M lớn đối với tường. Như vậy chúng ta sử dụng công thức cộng vận tốc, đó là em sẽ có là vận tốc tuyệt đối là V13. Nó sẽ bằng là V12 cộng cho V23. Đấy, V13 là vận tốc tuyệt đối, V12 là vận tốc tương đối, còn V23 người ta gọi đó là vận tốc kéo theo. Trong đó V12 nó chính là vận tốc của M lớn. V12 nó chính là vận tốc của M lớn đối với cái rồng rộng động là B. Lúc này chúng ta đã tính được là V, về mạch độ lớn là nó bằng V và phương của nó là phương thẳng đứng chiều hướng lên. Phương thẳng đứng chiều hướng lên. V23 nó là vận tốc của cái rồng rộng động B đối với tường. Theo giả thuyết bài toán thì chúng ta có về mạch độ lớn là nó cũng bằng V nhưng mà phương của nó là phương ngang. Từ đây chúng ta nhận thấy rằng là V13 của mình nó sẽ bằng tính bằng tổng của V12 cộng cho V23. Trong đó hai vectơ này phương thì lại vuông góc với nhau. Theo quy tắc thì mình hành, lúc này sẽ có là V13 nó sẽ bằng là căn bậc 2 của V12 bình cộng cho V23 bình. Cả hai đều có giá trị là V, do đó thay vào chúng ta sẽ được là V căn 2. Và đây là đáp án của bài toán. Cường được chưa nào? Cường có được kết quả không? Câu số Được thôi. câu số 2.
số 2 bạn Thảo làm chưa? Thảo mới vào, đi đâu rồi? Cường làm được câu 2 cho em. Rồi Đáp án của Cường là gì? Cường nói to lên, nói nhỏ thì không nghe rõ này. là V2 bằng V1 nhân tan T. V2 bằng V1 nhân cho tan. V2 bằng V1 nhân tan. Còn kết quả của Phượng là gì? Em cũng được bạn ạ. V2 bằng V1 nhân tan. Rồi, Cường trình bày thầy nghe xem nào. Luôn có x2 chia cho y1 nhân tan phân là bằng hàng số. X2 chia cho y1. Ở đây ý của bạn Cường là bạn Cường xác định cái vị trí của x2. X2 là cái tọa độ của cái mặt phẳng nghiêng đối với tường đúng không? Còn y1 là tọa độ của cái vật số 1 đối với cái rồng rọc đúng không nào? Tức là ý của bạn Cường là như thế này này, bạn Cường để xác định vị trí của các cái vật vật này ta gọi là vật số 1 đi, à số 2 đi. Vật này là vật số 1 đi. Để xác định vị trí của các vật 1 và 2 trong quá trình chuyển động thì bạn Cường mà sử dụng hai cái tọa độ sau. Tọa độ thứ nhất là tọa độ x2. Ta dùng x cũng được, không nhất thiết là phải x2 1 nha. Rồi, chỗ này là bạn dùng là y y 1. Rồi phương trình liên kết của bạn Cường là gì? Cường đọc thầy nghe xem. X2 chia y1 bằng tan theta. Phương trình liên kết của bạn Cường là tan theta bằng x2 chia 1. Rồi, đây là phương trình liên kết của bạn Cường, x2 chia 1. Rồi, còn bạn Phượng thì sao? Phương trình liên kết của Phượng là gì? Dạ là cũng như vậy luôn á thầy. À, phương trình liên kết của các bạn giống nhau luôn. Rồi, ở đây đầu tiên mình nhận xét như sau. Nhận xét như sau. Để thầy vẽ lại cái hình cho nó dễ nhìn hơn một tí, cho nó đẹp hơn một tí. Ở đây thầy vẫn thống nhất với bạn Cường là để xác định vị trí của cái vật số 2 và vật số 1, chúng ta sẽ dùng các cái biến tọa độ là biến x2 nha, và biến tọa độ tiếp còn lại là biến y1. Đấy, thầy vẫn thống nhất với bạn Cường là chúng ta chọn các biến tọa độ này là tốt rồi. Tuy nhiên cái phương trình liên kết của mình như thế này là chưa chuẩn. Nó chưa chuẩn ở chỗ nào? Tan của góc theta thì bằng đối chia kề. Đối là x2 thì đúng rồi, nhưng mà kề kề là y1 thì lại không đúng. Kề là y1 thì lại không đúng. Vì sao vậy? Bởi vì y1 của mình nó chỉ tính là tính từ chỗ cái rồng rọc này đến cái điểm mà chúng ta đến cái vị trí của cái vật số 1 thôi, chứ nó chưa phải là cái cạnh cạnh này của tam giác. Trong khi chúng ta có tan thì nó phải bằng x2 chia cho cái cạnh mà thầy gọi là hát này đi. Đáng lẽ tan của góc theta thì nó phải bằng x2 chia cho hát chứ không phải là chia cho y1. Đấy, cái phương trình liên kết chỗ đó là nó chưa chưa thật sự chính xác. Này Cường thống nhất đó chưa? Bạn Phượng thì sao? Nhận được ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết lại phương trình liên kết. Ở đây chúng ta vẫn sử dụng cái phương trình quen thuộc, đó là gì? Với những cái đặc điểm những bài toán mà liên kết dây á, thì phương trình liên kết của mình đó là chiều dài của sợi dây là hằng số. Chiều dài của sợi dây là hằng số. Vậy thì chúng ta sẽ viết tường mình ra nè, chiều dài của sợi dây nó sẽ bằng gì? Ở đây chúng ta nhận thấy rằng nó sẽ bằng cái đoạn dây x2 này nha, cộng với cái đoạn dây y1 này, và cộng với cái đoạn dây nằm xiên đó, đoạn dây nằm xiên các em thấy như nào, cái đoạn dây mà nối xiên giữa hai cái rồng rọc, thì cái đoạn dây đó thì chúng ta sẽ quy về dưới dạng là h chia cho cos của góc theta, h chia cho cos của góc theta.
Bạn Thảo nắm được cái phương trình liên kết này thế nào? Bạn Phương được phương trình liên kết này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đạo hàm hai vế theo thời gian. Thực hiện đạo hàm. Ở đây chúng ta có L là hằng số nên đạo hàm nó sẽ bằng 0. X2 chúng ta đạo hàm chúng ta sẽ được là x2 chấm. Nha. Đạo hàm của x2 thì chúng ta sẽ ký hiệu là x2 chấm. Đấy, các bạn mà chưa học và chưa đọc kỹ về 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 toán thì có thể lưu ý đạo hàm thì người ta có thể ký là phẩy. Nhưng mà đạo hàm theo thời gian ở đây đơn giản người ta sẽ ký là chấm. Tương tự y1 đạo hàm nó chính là y1 chấm. Bây giờ chúng ta sẽ đạo hàm cái hát trên cos theta. Rồi, bạn Khôi à bạn bạn Cường chứ. Cường đúng mà, Cường đạo hàm chúng ta xem thử là cái số hạng hát trên cos theta mình đạo hàm sẽ bằng gì? Nó bằng không Tại sao là bằng không? vì nó là hằng số. Hằng số. Theo bạn Phượng thì sao? Sao Phượng Phượng nói thì không nghe rõ nè. Là mình lấy cái cos ra là bằng h chia cho h nhân cho không, em nghĩ là cái theta nó thay đổi. Cái đầu tiên là Cường phải 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 để ý một điều này. Khi cái nêm của mình mà nó dịch chuyển sang phải á, thì cái góc theta của mình nó sẽ hẹp lại, thu ngắn lại, nhỏ lại. Do đó theta của mình nó sẽ là một cái hàm số theo thời gian. Cụ thể ở đây là nó sẽ giảm theo thời gian chứ không không phải là một hàm số. Nên mình đạo hàm nó không mình không được. Nha, mình đạo hàm nó sẽ không mình không được. Ở đây thì chúng ta sẽ vận dụng cái kết quả của đạo hàm này, chúng ta có đạo hàm của 1 trên x thì nó sẽ bằng là trừ 1 trên x bình. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ được là gì? Trừ h trên cho cos bình theta. Nha. Ở đây là cos là một hàm của theta và theta lại là một hàm của thời gian. Do đó chúng ta sẽ thực hiện đạo hàm thêm một lần nữa, đó là đạo hàm cos theo thời gian. Như vậy chúng ta sẽ được là cos đạo hàm thì trừ sin. Do đó trừ trừ là thành hết. Ở trên tử chúng ta xuất hiện sin theta và nhân cho theta chấm. Bạn Cương được chỗ này chưa nào? Được rồi. Thảo được chưa? Thảo đâu nãy giờ không thấy nhỉ? Nhi đã biết được đạo hàm chưa đó Nhi? Các bạn đi ra ngoài chơi rồi. Nhi đã biết cách đạo hàm chưa em? Dạ, cũng biết sơ sơ thầy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ tìm mối liên hệ giữa V1 và V2 mà. Ở đây chúng ta để ý này không nè. Đầu tiên chúng ta sẽ có là đạo hàm của Y1 thì nó chính là V1. Đạo hàm của X2 thì nó chính là trừ trừ V2. Nghe, chúng ta có đạo hàm của cái tọa độ của biến tọa độ nó chính là vận tốc. Ví dụ như mình học dây động cơ đấy, mình học dây động cơ mình có x bằng a cos omega t cộng cho phi thì vận tốc được tính bằng đạo hàm của x theo thời gian. Nha, đạo hàm của x theo thời gian thì chúng ta có thể ghi là x chấm cho nó đơn giản. Ở đây chúng ta thấy rằng là theo thời gian thì chúng ta thấy rằng cái chiều tăng, cái chiều chuyển động của cái vật vật số 1 nó đi xuống nó cùng với chiều dương của y1. Đấy, do đó chúng ta sẽ có là cái y1 chấm nó sẽ bằng v1. Ngược lại cái chiều chuyển động của vật số 2 nó lại ngược lại với chiều tăng của x2. Do đó đạo hàm của x2 nó sẽ bằng trừ v2. Nha, trừ v2. Tuy nhiên ở đây là chúng ta chỉ tìm mối liên hệ giữa v1 và v2 theo cái biến theta thôi, chứ không xuất hiện cái theta chấm vào đây. Không có theta chấm vào đây và cũng không có h luôn. Vậy thì chúng ta sẽ
sẽ xử lý cái số hạng thứ ba như thế nào. Chúng ta sẽ xử lý số hạng thứ ba như thế nào? Mặt khác, chúng ta lại có mặt khác chúng ta lại có tan của góc theta nó sẽ bằng là x2 chia cho h. Đạo hàm hai vế theo thời gian. Tan theta mà đạo hàm thì các bạn sẽ được là 1 trên cos bình theta. Cái này là quy tắc đạo hàm chúng ta phải thuộc thôi. Nhân cho theta chấm. V phải h là hằng số rồi, như vậy x2 đạo hàm chia cho h. Chia cho h. Thế thì từ đây chúng ta sẽ suy được đó là h này nhân cho theta chấm nó sẽ bằng là cos bình theta. H nhân cho theta chấm chia cho cos bình theta thì nó sẽ bằng x2 chấm. X2 chấm. Chúng ta lấy kết quả này chúng ta thay vào phương trình trên. Và thì lúc này chúng ta được gì? Chúng ta được gì? Lúc này chúng ta sẽ được là 0 bằng trừ V2 cộng V1. Cái cụm H nhân sin theta, cái cụm H nhân theta chia cos bình theta thì chúng ta sẽ thay là x2 chấm nhân cho sin theta. Mà x2 chấm thì chúng ta sẽ thay bằng trừ V2 luôn. Trừ V2. Và thì từ đây chúng ta sẽ thu được đó là V1 bằng V2 nhân cho 1 cộng cho sin của góc theta. V1 nó sẽ bằng là V2 1 cộng sin góc theta. Đấy. Làm phương được chưa nào? Được ạ. Bạn cương được chưa? Được được thôi. Thảo rồi, Thảo theo dõi được không đấy? Sao con bật mic lên nói cho dễ. Như chúng ta bạn Nhi cố gắng nắm các cái quy tắc đạo hàm thì chúng ta sẽ làm nó dễ thôi nha, cũng không 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 quá khó đâu. Ví dụ số 3, bài tập số 3. Số 3. Một chiếc thuyền đang chuyển động với tốc độ là u bằng 20 cm trên giây. 20 m trên giây. Để kéo một vận động viên trượt ván nhờ một sợi dây có chiều dài là 10 cm. Mà sợi dây có chiều dài 10 cm thì chính là cái sợi dây AB ở trên hình vẽ. Để tăng tốc độ của mình, vận động viên hơi nghiêng hướng trượt so với hướng chuyển động của thuyền. Khi anh ta là như vậy thì sợi dây quay. Xác định vận tốc của vận động viên. Tốc độ gốc của dây tại hai thời điểm đó là theta bằng 30 độ và theta bằng 60 độ. Góc này là góc theta nha. Theta bằng 60 độ. Câu này bạn Thảo làm chưa? Cường làm cho em. Dạ rồi thầy. Rồi, kết quả của Cường là gì? Em mới làm chuyện trưng cho cái câu theta 30 độ thầy. Còn câu alpha 60 em để chứng minh tương tự. Với theta bình 30 độ thì lúc này mình sẽ được là cái vận tốc của người V bằng bao nhiêu? V sẽ là bằng U chia cho cos 30. U chia cos 30. Dạ.
alpha chứ, nhầm nhầm rồi, nhầm rồi, alpha có cái hình mà. Phượng làm chưa? Thảo cũng thấy làm bài tập đó nha. Làm rồi ạ. Thảo, à, Phượng làm rồi hả? Đọc kết quả thầy nghe coi. Là vi bằng 20.3 mét trên giây. 20.3 mét trên giây. Ở đây chúng ta có một cái kiểu liên kết điển hình, đó là liên kết bởi sợi dây. À, khi mà sợi dây nó căng thì chúng ta sẽ có cái quy luật là gì? Khi mà sợi dây của mình nó căng thì vận tốc của điểm A và vận tốc của điểm B mình chiếu lên phương của sợi dây thì chúng phải bằng nhau. Vì sao vậy? Nếu cái hình chiếu của VA và VB lên phương của sợi dây là phương AB mà nó khác nhau á, thì chứng tỏ rằng hai điểm A và B nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là chúng tách ra xa nhau, hai là sẽ chúng tiến về nhau, thu ngắn lại nhau, tiến gần lại nhau. Điều này nó sẽ không thỏa mãn cho cái điều kiện là sợi dây căng và sợi dây của mình nó không bị giãn. Nghe. Vậy thì sao? Chúng ta có ở đây chúng ta có là vận tốc của cái điểm B của mình là V. Đấy, vận tốc của cái điểm A của mình là chính bằng 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 U. Thì theo quy tắc đó thì chúng ta sẽ có là thành phần của U, nhưng mà theo phương của AB là chính là U nhân cos của góc theta bằng thành phần của V theo phương của sợi dây, phương AB đấy, bằng V nhân cho cos của góc alpha. Thế thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được ngay là V của mình này nó sẽ bằng là U nhân cos theta chia cho cos alpha. Thay số vào, U đề bài cho mình là 20 này, cos của theta, theta đề bài cho mình là 30 độ này, chia cho cos của alpha đề bài cho chúng ta là 60 độ. Và là chúng ta sẽ được là bao nhiêu nào? 20.3 mét trên giây. 20.3 mét trên giây. Bạn Thảo được chưa nào? Bạn Nhi được câu này chưa? Dạ được thầy. Bây giờ người ta hỏi rằng là tốc độ góc quay của sợi dây. Tốc độ góc quay của sợi dây. Chúng ta biết rằng là cái vận tốc của các điểm A và B thì chúng ta sẽ phân tích hai thành phần. Một là cái thành phần dọc theo phương sợi dây thì chúng nó không đổ rồi. Và thì hai cái thành phần còn lại đó là thành phần vuông góc với sợi dây. Hai thành phần còn lại là hai thành phần vuông góc sợi dây. Ta vẽ ra như này để các bạn dễ hình dung. Giả sử đây là sợi dây đi. À, ý B Phượng làm được bao nhiêu Phượng nhỉ? Ý còn lại của bạn. Là omega là bằng 2.3. Omega bằng 2.3. Đây thầy vẽ lại cho các bạn thấy. Đây là A này. Đây là B này. Đây là U này. Góc này của chúng ta là góc theta này. Đây là alpha, à đây là V. Và góc này là góc alpha. Đấy, lúc nãy chúng ta đã phân tích là cái U và V theo hai phương. Cái phương lúc nãy chúng ta xét là phương của sợi dây thì lúc đó chúng ta sẽ có là U mà nhân cho cos của theta nó sẽ bằng là V nhân sin của alpha. Hai thành phần này thì độ lớn của nó bằng nhau. Độ lớn nó bằng nhau. Thế thì còn hai thành phần còn lại của U và V thì sao? Thầy vẽ lên đây để chúng ta dễ hình dung. Đây là thành phần vuông góc với sợi dây của điểm A. Đây là thành phần vuông góc với sợi dây của điểm B. Thầy gọi lần lượt là V vuông góc này và U vuông góc này. Như vậy thì hai thành phần này nó sẽ gây ra tác dụng quay của sợi dây. Tác dụng quay của sợi dây. Nếu mình tưởng tượng rằng là nếu mình tưởng tượng là cái điểm A của mình là một điểm cố định đó, điểm A là một điểm cố định thì điểm B nó sẽ quay xung quanh điểm A với
cái vận tốc dài v nó sẽ bằng là v vuông góc trừ cho u vuông góc. Đấy, bạn bạn Cường rõ trong diễn đàn này chưa? Dạ được. Bạn Thảo thế nào? Bạn Nhi được chỗ này chưa nào? Dạ được. Thay vào không? Thay vào. Ở đây chúng ta sẽ tưởng tượng này, nếu chúng ta xem điểm A là đứng yên thì điểm B nó sẽ quay quanh A với tốc độ dài là V, nó sẽ bằng là V vuông góc trừ cho U vuông góc. Mà V vuông góc thì nó sẽ bằng là V nhân sin alpha. U vuông góc thì là bằng U nhân cho sin của góc theta. Trong chuyển động tròn thì chúng ta sẽ có rằng là omega nó sẽ bằng tốc độ dài là V chia cho bán kính của đảo tròn là L. Ta thay số vào. V đề bài cho mình là V lúc nãy là mình tính là 20 căn 3 nhân cho sin. Sin ở đây là sin của góc 60 độ trừ cho 20 nhân cho sin của góc 30 độ. Tất cả chúng ta chia cho chiều dài của sợi dây L. Đề bài đã cho chúng ta là 10. Kết quả chúng ta sẽ tính được là omega bằng bao nhiêu. Bạn Phương bấm lại cho ta xem nào. Hình như có vẻ nhiều bạn chưa làm bài tập nhờ. Chúng ta phải làm thì chúng ta mới trao đổi được chứ. Này không làm thì làm sao? Thảo thấy ít làm bài tập lắm rồi nghe Thảo. Bao nhiêu Phượng? Em đang đi kiếm cái máy tính ạ. Trời. Cường bấm là xem Cường. Có phải mình 2 radian trên dây không nào? Nhi kiểm tra xem phải cho em. Dạ phải thầy. Vậy Phượng lúc này đã làm không đúng ở chỗ nào? Dạ em lấy cái V tính được ở cái câu A đó chia cho L. Không phải đâu, không phải nghe. Và đây chính là kết quả của bài 130. Bạn Nhi được chưa? Dạ được thầy. 3 là cái liên kết điển hình, đó là liên kết dây. Liên kết dây thì chúng ta sẽ có một cái điểm mà ta phải lưu ý, đó là gì? Đó là hình chiếu vận tốc của điểm đầu của điểm với điểm cuối của sợi dây lên phương của sợi dây là như nhau, hoặc là hai điểm bất kỳ trên sợi dây cũng là như nhau. Bạn Thảo được chưa nào? Giờ này không thấy làm bài tập đây Thảo. Chúng ta sang số 4. Cho cơ hệ như hình vẽ. Cơ hệ này gồm có hai vật 1 và 2 được liên kết với nhau bởi hai sợi dây và hai rồng rọc, trong đó cái rồng rọc phía trên là rồng rọc cố định, còn cái rồng rọc bên dưới là rồng rọc động. Bài toán yêu cầu xác định mối liên hệ về gia tốc trong chuyển động của các vật. Cái này bạn Nhi làm được chưa? Dạ chưa. Cường làm được chưa em? Nghĩ là hai gia tốc nó bằng nhau. Ta phải lập phương trình chứ, mình nghĩ là làm sao?
phương là cái Y1 cộng Y2 là hành số. Y1 là cái gì? Y1 là cái tọa độ xác định vị trí tọa độ của cái vật một từ cái rồng rập ở trên. Còn Y2? Còn Y2 là so với lại cái dây ở dưới, so với cái sàn ở dưới. Nhưng mà cái điều gì để mình nghĩ rằng là Y1 cộng Y2 là hệ số nhỉ? Là cái sợi tổng chiều dài hai sợi dây là hệ số và khoảng cách từ trên trần xuống dưới sàn là không đổi. Tổng chiều dài của sợi dây là hệ số, nhưng mà cái biến tọa độ của mình nó cái tổng hai biến tọa độ đó nó chưa phải là chiều dài sợi dây mà. Nhưng mà do cái phần chiều dài sợi dây còn lại là nó cũng không có thay đổi. Thay đổi à, cái đoạn ý của em là em sẽ xác định sao? Cái chỗ Y1 của em là tính từ phía trên đúng không? Y1 này cái gì? Okay, chờ thêm một tí. Để xác định vị trí của vật M1 và vật số 1 thì em dùng biến Y1 là biến này đúng không? Còn biến gì? À, biến AI có thể là từ cái vòng rộng ở dưới Từ dưới đây. tính 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 Từ dưới đây. Đây là biến Y2. Nhưng mà Y1 cộng Y2 thì nó chưa hẳn là hệ số đâu. Chưa hẳn. Phương làm chưa? Chưa. Chưa hả? Ở đây chúng ta có những cái gì là hằng số? Trong cái bài toán này, chúng ta sẽ có là chiều dài của sợi dây thứ nhất là hằng số này. Chiều dài của sợi dây thứ hai cũng là hằng số này. H là khoảng cách giữa hai cái bề mặt cũng là hằng số. Đó là những hằng số. Bây giờ để xác định vị trí của các vật của để xác định vị trí của các vật 1 và 2 thì chúng ta sẽ sử dụng các cái biến tọa độ là Y1 thì thống nhất với bạn là Y1 là chúng ta sẽ chọn như trên hình vẽ. Còn Y2 thì chúng ta nên chọn như thế này. Bởi vì người ta yêu cầu mình đi xác định là cái xác định cái gia tốc giữa vật 1 và vật 2 mà, tức là hai cái gia tốc này là hai cái gia tốc đều so sánh với cùng một hệ quy chiếu. Do đó nếu cái vật số 1 chúng ta đã so với cái trần phía trên thì vật số 2 chúng ta cũng sẽ so với cái trần phía trên luôn cho nó dễ. Chứ nếu chúng ta chọn như bạn bạn Cường lúc nãy á thì cái gia tốc mà chúng ta tí nữa chúng ta tìm ra được nó không phải là gia tốc tuyệt đối mà nó là gia tốc của vật 2 đối với cái rồng rập động nha. Rồi sau đó chúng ta phải thực hiện công thức cộng gia tốc rồi chúng ta lấy kết quả đấy chúng ta mới so với cái gia tốc của vật số 1. Đã, bạn Cường rõ cho nó chưa? Dạ được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết thôi, chúng ta sẽ có là gì nào? Bởi vì khoảng cách giữa trần đến cái khoảng cách giữa trần đến cái bề mặt bên dưới là hằng số, do đó chúng ta sẽ có phương trình liên kết của mình là gì? H này. Nó sẽ bằng là Y1. H nó sẽ bằng Y1. Cộng theo bạn Phượng là mình cộng gì Phượng nha? Theo bạn Cường thì sao? Ở đây chúng ta sẽ viết cho cái điều kiện đó là hát khoảng cách giữa hai cái bề mặt là hằng số. Là cộng với y2 trừ trừ y1. Bây giờ chúng ta hình dung này, bây giờ mà để chúng ta xác định được cái khoảng cách hát thì có phải hát của mình là chính bằng tổng của hai cái đoạn dây này không nè? Đoạn dây 1 này với cả là đoạn dây 2. Đúng không nào? Hát của mình là chính là tổng chiều dài của hai cái đoạn dây đó, bao giờ cũng vậy. Bạn Cương thống nhất chưa?
Trong đó cái đoạn dây số 1 của mình á, cái đoạn dây số 1 của mình có phải nó chính bằng là chiều dài của sợi dây thứ nhất trừ cho y1, đúng không nào? Còn cái chiều dài của đoạn dây số 2 nó có phải là chiều dài của sợi dây thứ hai mình trừ cho cái đoạn này, đúng không nào? Mà cái đoạn đó nó lại bằng cái y2, cái đoạn đó là bằng cái y2 trừ cho cái đoạn dây số 1, trừ cho đoạn dây số 1. Trong khi cái đoạn dây số 1 lúc nãy chúng ta đã chứng minh là nó chính bằng L1 trừ cho Y1. Và bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại cái số hàng cho nó rõ ràng này. Lưu ý tí nữa thì cái phương trình liên kết này chúng ta sẽ thực hiện phép toán đạo hàm. Mà đạo hàm của hàng số là bằng 0. Do đó các cái hàng số L1, L2 thì chúng ta cũng không có gì mà bận tâm nhiều. Tưởng minh ra nè, L1 này trừ Y1 cộng L2 trừ của Y2 cộng cho L1 trừ Y1. Chúng ta sắp xếp lại các số hàng. H lúc này nó sẽ bằng là 2L1 này cộng L2 này trừ Y2 trừ cho 2 lần Y1. Phương được chưa nào? Mình nhớ được chỗ này chưa? Dạ được. Cường. Dạ được. Nha, bây giờ mình chỉ việc thực hiện đạo hàm thôi. Đến đây thì nó tương đối là dễ rồi. Đạo hàm hai vế theo thời gian. Đạo hàm hai vế theo thời gian. Vế trái hàng số nên đạo hàm nó bằng 0 này. Số hàng tiếp theo là 2L1, đạo hàm của mình 0 này. Số hàng tiếp theo L2, hàng số đạo hàm của mình 0 luôn này. Y2 đạo hàm nó chính là Y2 chấm. Y1 đạo hàm nó là Y1 chấm. Bây giờ chúng ta sẽ thay, chúng ta sẽ biểu diễn cái Y2 và Y1 theo V1 và V2 nha. Theo V1 và V2. Đầu tiên chúng ta nhận thấy rằng đó là cái, chúng ta sẽ giả sử là cái vật số 2 để nó sẽ đi xuống, còn vật số 1 nó sẽ đi lên đi. Như vậy thì cái chiều chuyển động của vật 1 nó ngược lại với chiều tăng của Y1. Do đó cái Y1 đạo hàm chúng ta sẽ thay bằng là trừ V1. Còn cái Y2 đạo hàm chúng ta sẽ thay bằng là V2. V2. Nha, thay V2. Anh này thay bằng như vậy. Nhưng mà từ đây chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy được đó là V2 của mình nó sẽ bằng là 2 lần V1. Thực hiện đạo hàm một lần nữa, chúng ta biết rằng là đạo hàm của vận tốc theo thời gian thì nó chính là gia tốc. Do đó em sẽ có là A2 sẽ bằng là 2 lần A1. A2 bằng 2 lần A1. Bạn Cương được chỗ này chưa? Được rồi. Bạn Thảo được chỗ nào? Phượng được cho em. Mình được rồi ạ. Sao cái đó là không làm? Dạ. Sao câu số 4 em lại không làm? Em nghĩ nó khó nên em không biết làm. Khó à. Bạn Nhi được câu 1.4 chưa bạn Nhi? Dạ được thầy. 1.5.
Thật ra những cái liên kết kiểu như thế này thì chúng ta sẽ hay gặp trong các đề học sinh giỏi nha. Còn những cái liên kết ở bên dưới thì chúng ta sẽ ít gặp hơn. Những chữ chúng ta sẽ gặp trong các kỳ thi mà mức độ nó cao hơn so với kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Ví dụ như liên kết kiểu này ta sẽ hay gặp trong cấp tỉnh hơn. Cho hệ như hình vẽ. Xác định mối liên hệ về gia tốc giữa các vật, tức là chúng ta sẽ tìm cái phương trình. Ở cái phương trình đó nó thể hiện mối liên hệ giữa gia tốc của các vật 1, 2 và 3. Để đơn giản thì chúng ta sẽ gọi không nào. Ta gọi gia tốc của các vật lần lượt theo ký hiệu của nó. Ví dụ vật 1 chúng ta sẽ ký hiệu là E1 này. Vật 2 chúng ta sẽ ký hiệu là E2 này. Vật 3 chúng ta sẽ ký hiệu là E3. Bạn này bạn Cường làm chưa? Rồi Kết quả của Cường là gì? khoai của em là V hai lần V ba bình phân học cộng V 2 Hai lần à, V3 à, gia tốc hai lần à, E3 bằng E1 cộng E2. Mà Phượng lên chưa? là em cũng như bạn ạ. Nhi làm cái này chưa? Dạ, chưa thầy. Nhà Cường làm thế nào? Trình bày cho các bạn nghe xem. Có hai lần i3 cộng cho x1 cộng x2 là bằng số. Là mình nghĩ là Rồi, thầy sẽ trình bày cho các bạn rõ này. Thế thì bây giờ để mà chúng ta xác định được cái vị trí của các vật 1, 2, 3 trong quá trình mà nó chuyển động, chúng ta sẽ đặt các cái biến tọa độ. Ở đây để xác định được cái vị trí của vật là 2, thầy sẽ sử dụng cái biến tọa độ là x2 như thế này. Để xác định được vị trí của vật 1, thầy sẽ sử dụng cái biến tọa độ là x1 như thế này. Và để xác định vị trí của cái vật số 3 thì thầy sẽ sử dụng cái biến tọa độ là x3 như thế này. Và là để kiểm soát chuyển động của các cái vật trong cơ hệ thì chúng ta sẽ chọn các cái biến tọa độ phù hợp. Đương nhiên ngoài cái ba cái biến tọa độ x1, x2, x3 này, các bạn có thể nghĩ ra những cái bộ ba số biến tọa độ khác mà mình có thể xác định được vị trí của các vật 1, 2, 3 nha, chứ không nhất thiết là phải là ba cái biến này. Ở đây chúng ta có liên kết của cơ hệ là liên kết dây không giãn. Như cái liên kết dây lý tưởng thì chiều dài của nó sẽ không đổi trong quá trình mà vật chuyển động. Mặt khác, nhìn về hình vẽ chúng ta nhận thấy đây là chiều dài của mình là chính bằng là độ dài của đoạn x1 này cộng cho độ dài của đoạn x2 này và cộng cho hai lần độ dài của đoạn x3. Thế nào, bạn Phương thống nhất cho phương trình này chưa? Nhận thống nhất ạ. Bạn Thảo được chưa nào? Nhi được phương trình này cho em. Dạ được thầy. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đạo hàm theo thời gian. Đạo hàm. L là hàng số, nên đạo hàm nó sẽ bằng 0. Các số hạng bên phải thì chúng ta sẽ được lần lượt là x1 chấm này cộng x2 chấm cộng hai lần x3 chấm. Để đơn giản thì chúng ta để chúng ta xác định, để chúng ta biểu diễn các cái đạo hàm x1, x2, x3 theo v1, v2, v3, a1, a2, a3 thì chúng ta sẽ chọn cái chiều chuyển động ở trên cái hệ này. Ở đây chúng ta nhận thấy rằng là nếu không có tác động gì thì cái chuyển động khả dĩ của mình là a vật số 3 nó sẽ đi xuống. Nha, và hai vật 1 và 2 nó sẽ đi vào. Thế thì chúng ta nhận thấy rằng là cái chiều chuyển động của vật số 3 nó trùng với cái chiều tăng của x3. Do đó x3 chấm thì chúng ta sẽ thay bằng v3. Tương tự, cái chiều chuyển động của 1 và 2 nó lại ngược lại với chiều tăng của x1 với 2. Do đó chỗ này chúng ta sẽ thay bằng là trừ v1 trừ v2. Vậy chúng ta sẽ thu được phương trình là gì nào? Hai lần v3 bằng v1 cộng cho v2. Thực hiện đạo hàm một lần nữa, chúng ta sẽ được là hai lần a3 bằng a1 cộng cho a2.
nha. Đạo hàm theo thời gian của vận tốc là gia tốc. Đấy, các bạn học lớp 11 hoặc là chuyên gia động cơ thì các bạn cũng đã biết rồi. Đấy, đạo hàm của vận tốc theo thời gian là chính là gia tốc. Bạn Nhi được chỗ này chưa nào? Dạ được. Bạn Phượng thống nhất chưa? Dạ thống nhất được ạ. Bạn Thảo thì sao nào? Câu 6. Cho cơ hệ như hình vẽ. Cho cơ hệ như hình vẽ. Hai vòng rộng là cố định. Người ta kéo hai đầu A và B của sợi dây đi xuống theo phương tiện đứng. Xác định vận tốc của vật M tại thời điểm tốc độ của A và B lần lượt là U1 và U2. Góc hợp bởi hai sợi dây trên vật M là theta. Cho rằng điều kiện của bài toán là thỏa mãn để M có thể di chuyển thẳng đứng đi lên. Câu này bạn Cường làm chưa? Yeah, rồi. Kết quả của Cường là gì? Làm là VM bằng cái bậc 2 U1 bình cộng U2 bình trừ 2 lần U1 U2 nhân cos theta. Sao mình cộng sao có bị giống 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 cộng bằng tóc vậy nhỉ? Dạ. Dạ. Làm sao mà chúng ta có thể chứng minh được là cái vận tốc vật M là bằng tổng hai vận tốc kia? Rồi giờ cái dây nó căng thì xếp theo cái dây về phía U1 thì sẽ có một phần vận tốc kéo vật M về cái hướng dây dây đó tương tự với lại bên kia thì cộng hai cái vận tốc đó lại. Dây căng. Bạn Phượng làm chưa? Rồi ạ. Kết quả của Phượng là gì? Là cái làm như vậy thầy. Là thế nào Phượng nói là nghe xem. Là xài công thức quy tắc về bình hành ạ. Quy tắc về bình hành. Quy tắc hình bình hành. Tức là ở đây nghĩa là chúng ta có là được mình hiểu là chúng ta phân tích vận tốc theo hai phương sợi dây hai bên đó hả? Dạ. Tức là ý như bạn như thế này này, tức là chúng ta thì sợi dây bên này thì gọi là sợi dây số 1 đi, sợi dây bên này thì gọi là sợi dây số 2. Chúng ta xét chuyển động của cái vật M trong liên kết với sợi dây số 1 nha, điểm O đi. Chúng ta áp dụng tính chất của dây không giãn thì lúc này chúng ta sẽ có là hình chiếu của vận tốc, hình chiếu vận tốc của điểm A với hình chiếu của vận tốc tại điểm O lên phương của sợi dây số 1 là như nhau. Tức là chúng ta sẽ có, nhưng mà mình nói như vậy thì cái lúc nếu nếu mà theo cái diễn đạt của bạn Phượng và bạn 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 Cường ấy, thì cái kết quả đó nó chưa phải là, tức là ở đây chúng ta gọi gọi phương là phương gọi phương này là phương delta 1 đi, và lúc này có phải là cái v của vật M là v lớn đi theo phương delta 1 nó phải bằng là U1. Tương tự như vậy cái V của cái vật bây giờ chúng ta xét chuyển động của vật M trong liên kết với sợi dây số 2, chúng ta gọi phương này là phương delta 2, thì lúc này cái V mà theo phương delta 2
nó sẽ bằng là U2. Không không biết là có phải ý của hai bạn như này chưa? Bạn 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 thường. Dạ, đúng rồi. Phượng thì sao? Luôn á. Như vậy cũng được. Bây giờ chúng ta đã biết được hai thành phần của V lớn theo hai phương delta 1 và delta 2, mà hai phương này là hợp nhau một góc theta, thì chúng ta áp dụng quy tắc tổng hợp vector thôi. Lúc này chúng ta sẽ có là V bình nó sẽ bằng là U1 bình cộng cho U2 bình cộng cho hai lần U1 U2 nhân cos của góc theta. Cái này cũng được. Bạn Nhi được chưa? Gắn được chỗ này không nào? Dạ được. Bạn Thảo được không nào? Rồi, tiếp theo. 1.7. Một thành AB chiều dài là L. Tì vào tường. Tì một đầu A, đầu vào tường, đầu A người ta tì vào tường, đầu B thì người ta nằm ngang và được kéo chuyển động với vận tốc là V không độ sang phải. Xác định vận tốc của điểm C, xác định vận tốc của C là trung điểm của AB. Chỗ này bạn Cường làm chưa? Dạ, được rồi thầy. Biết bạn có Cường là gì? Là VC bằng V chia 2 nhân tan alpha. Mình có biến alpha này đâu mà nhân tan Alpha tan alpha. là góc hợp với cái thanh đó với lại cái mặt đồng căng. Nhưng mà mình đề bài alpha nó không không phải là một cái biến để biết. Cái đó là mình tự thêm vào. Ở đây đề bài nó chỉ cho chúng ta biết một cái dữ liệu duy nhất là V thôi, là vận tốc của điểm B. Chứ mình không không có góc alpha đó. Bạn Phượng làm chưa? Làm sai rồi thầy. Sao biết làm sai? Đáp án là gì? Những cái góc nhau là biết sai rồi thầy. À, giống kết quả của bạn Cường hả? Không khác một xíu nhưng mà cũng có tan chút alpha chẳng. Tức là ở bài này chúng ta chỉ có mỗi cái ta chỉ có mỗi cái giả thuyết duy nhất mình dùng được, đó là V. Tức là nhiệm vụ của mình là mình phải tìm cho được là vận tốc của điểm C nó liên hệ như thế nào so với V. Nó có thể là nó sẽ bằng một hằng số nhân cho V, chứ ở đây chúng ta không thêm bất kỳ một thêm một cái biến nào nữa nữa cả. Đấy, nếu chúng ta để nếu cái kết quả mình mà có alpha trong đấy thì chúng ta phải tiếp tục chúng ta biến đổi để chúng ta tường minh được alpha ra nha. Bạn Thảo làm chưa? Nhi làm chưa em?
Phương tìm được phương trình liên kết chưa ạ? Chưa thầy. Cô tìm được chưa nào? À, Cường, Cường tìm được chưa? Chưa luôn thầy. Bây giờ chúng ta sẽ xác định, để chúng ta tìm được vòng tóc của điểm C thì chúng ta sẽ đặt ra các cái miếng tọa độ để chúng ta xác định tọa độ của điểm C. Chúng ta gọi các tọa độ của điểm C lần lượt là XC và IC. XC và IC. Ở đây chúng ta nhận thấy rằng là cái tam giác OAB của mình là tam giác vuông tại O. Do đó cái đoạn OC của mình bằng kiến thức hình học mình đã biết rằng là OC của mình nó sẽ luôn có giá trị là bằng L chia 2 bằng nửa cạnh huyền. Hả? Bằng nửa cạnh huyền. Cái tính chất này bạn Phương không nhớ không nào? Nhớ. Ừ. Thế thì bây giờ cái phương trình liên kết của mình là gì? Có phải là các x bình xc bình cộng IC bình nó chính bằng L chia 2 tất cả bình. Đúng như nào? Đó là phương trình liên kết của mình. Chúng ta sẽ có là bình phương của IC cộng cho bình phương của IC nó chính bằng chiều dài cạnh huyền là L chia 2 bình. Sao mà nhìn thấy vào là đang liên tục ra. Đấy, bạn Phượng thống nhất cái chỗ phương trình liên kết này chưa? Được rồi ạ. Bạn Cương? Chưa được. Bạn Nhi được chỗ phương trình liên kết này chưa nào? Dạ được. Sẽ thấy mấy Nhi vào là thoát ngay liên tục hả Nhi? Dạ, bạn yếu quá thầy. Bạn Thảo được chưa nào? Một cách tương tự sau khi đã tìm được phương trình liên kết rồi chúng ta sẽ đạo hàm. Đạo hàm. Rồi, bạn Phượng đạo hàm chúng ta xem thử là cái phương trình này nếu mình đạo hàm mình được gì nè. Thứ hai là 2 BIC cộng cho 2 BIC là bằng 0. 2 BIC còn 2 VIC bằng 0. Từ thầy. Cái vận tốc theo phương y là trừ V VIC. Tức là cái kết quả đạo hàm của mình là V VC nhưng mà theo phương x trừ VC theo phương y bằng 0. Dạ, nhưng mà dạ, đúng rồi thầy. Cường đạo hàm thế nào? Đạo hàm là cái 2 lần VXC nhân với 2 lần XC nhân với VXC cộng cho 2 lần IC nhân cho VIC. Ở đây khi đạo hàm thì chúng ta bằng bằng 0. Mình cứ để chấm x chấm hoặc là y chấm đã, nó đỡ nhầm đã, rồi từ người ta thay vào người ta cũng không biết thiết nè. Ở đây đạo hàm ta phải làm như thế này nó mới đúng chứ. XC bình thì nó sẽ phải là 2 lần XC nhân cho VC. XC chấm chứ. Và XC chấm. Sao bạn Phượng đạo hàm không đạo hàm được? Tương tự bên kia nó sẽ là 2 lần IC nhân IC chấm với phải hành số nó bằng 0 như nào. Đấy, Phượng không thuộc quy tắc đạo hàm mà. Và Phượng được chưa nào? Được rồi thầy. Trong đó bây giờ mình mới thay nè, XC là tọa độ của điểm C, phải chưa? Như vậy là cái chiều chuyển động của XC là nó cùng với chiều tăng của X. Do đó chỗ này chúng ta sẽ thay bằng là VC
x, tức là thành phần vận tốc của điểm C nhưng mà theo phương x. Còn IC chấm thì nó sẽ bằng là trừ VC y, bởi vì chúng ta nhận thấy rằng là cái tọa độ y của mình này, tọa độ y của mình là cái hệ trục tọa độ đề cát thì các bạn biết rồi nha. Tọa độ đề cát là như thế này, x y, cái chiều chuyển động của điểm C là đi xuống mà cái chiều tăng của y là hướng lên, do đó là IC chấm chúng ta sẽ thay bằng là trừ VC theo phương y nha. VC y được hiểu là thành phần của vận tốc, hoặc thành phần vận tốc của điểm C nhưng mà theo phương y đó chưa. Và thì lúc này chúng ta sẽ được là gì nào, chúng ta sẽ được là XC nhân VCX bằng IC nhân VCY. Rồi, tiếp theo bạn Phượng, đến đây bạn Phượng sẽ xử lý như thế nào nữa? Mặt khác, Phượng xử lý thế nào? Dạ là ý nghĩa là bạn đúng cái tan của cái pha nó. Phượng tính cái gì nữa? Dạ là chuyển cái thành là số như thế. Dạ là chuyển đi cái xc qua bên xc là được cái tan alpha. Chuyển cái x và y hả? Dạ. Alpha là góc nào? Alpha là góc này hay góc ở dưới? Alpha là góc này, tức là tan của góc alpha đổ xuống thêm này, nó sẽ bằng là tan IC cho XC. Y bằng phượng như thế này đúng không? Dạ. Rồi thầy ghi lại với bên này nghe. Mặt khác chúng ta sẽ có này, tan của alpha thì bằng IC chia XC. Rồi sao nữa? Bạch Cường, đó đã hàm một lần nữa hay sao vậy? Thế đó sao nữa? Là đã hàm một tăng phải hả? Đã hàm gì? Tới đây chúng ta phải nhớ lại một cái bài toán cũ mình để làm rồi chứ, một bài toán cũ mình để làm, ta lấy kết quả của nó để ta xử lý cái bài toán mà nằm trong ví dụ số 1 hay số 2 đấy, đó là bài toán mà chúng ta kéo cái thanh đấy. À, để dễ hình dung ta vẽ lại cái thanh này bên dưới, mình dễ hình dung khỏi chúng ta phải kéo lên kéo xuống này. Đây là điểm A này, đây là điểm B này. Góc này bạn đặt tại góc alpha này. Ở đây chúng ta phải nhớ lại cái bài toán nên mình đã làm ở phần ví dụ. Đó là khi thanh này nó chuyển động như thế này thì chúng ta sẽ có một cái phương trình, ở đó nó thể hiện mối liên hệ vận tốc giữa A và B. Và cái mối liên hệ này nó là liên hệ thông qua tan góc alpha. Nhắc lại cho mình nhớ này. Ở đây chúng ta biểu diễn là vận tốc của điểm A là V như thế này. Đây là vận tốc của điểm B là U như thế này.
có phải là chúng ta áp dụng tính chất của liên kết bởi thanh thì chúng ta sẽ có là hình chiếu vận tốc của điểm A và B lên phương của thanh là không đổi, là giống nhau. Và thì có phải là mình sẽ có là V mà nhân cho cos của góc alpha nó sẽ bằng là U nhân cho cos của góc beta, với beta là góc này. Hơn nữa là alpha cộng cho beta nó bằng 90 độ. Nên chúng ta sẽ có là cos của góc beta thì nó sẽ bằng là sin của góc alpha. Nên chúng ta sẽ có là gì? Tan của góc alpha thì nó sẽ bằng là gì nào? V chia cho U. Tan của alpha sẽ bằng V chia cho U. Bạn vẫn nhớ là chỗ này chỗ nào? Nhớ nhớ lại được rồi ạ. Tan của alpha thì sẽ bằng là V chia U. Đấy, bạn gương được chưa? Dạ, được rồi. Và thì chỗ này chúng ta sẽ thay vào đây. Đỡ đây chúng ta thay vào này. Thay vào nghe. Thay vào chỗ này. Lúc nãy là chúng ta sẽ có là tan của alpha thì bằng IC chia XC. Và thì chúng ta sẽ có là VCX bằng tan alpha nhân VCI. Được không nào? Mặt khác, tan alpha thì chúng ta sẽ thay bằng là V chia cho U. V chia U. Và thì chúng ta sẽ có là VCX nó sẽ bằng là V chia U nhân cho VCI nhân cho VCI. Đấy. Bạn cương đến chỗ này được chưa nào? Dạ, được rồi. Bạn Thảo đến chỗ bước này chưa? Được chỗ cái bước này chưa nào? Bạn Nhi được chỗ này, đến chỗ này được chưa? Theo dõi được chưa? Dạ được. Và thì thầy viết lại nghe, chúng ta sẽ có là VCI bằng U bằng V chia U. Thì nhầm rồi, VCX nó sẽ bằng là V chia U nhân cho VCI. Ở đây VCX và VCI là gì? Nhắc lại cho mình nhớ này. VCX là thành phần vận tốc của điểm C theo phương X. Còn VCI là thành phần vận tốc của điểm C theo phương Y. V là mình biết rồi. U nó chính là vận tốc của điểm B à, điểm A nha. U là vận tốc của điểm A. Thấy nhầm. Cái hiệu nhầm chỗ rồi. Đây là A này. U là vận tốc của điểm A. Còn V là vận tốc của điểm B. Thế thì bây giờ chúng ta phải triệt tiêu cái U và cái VC đi, bởi vì chúng ta cái mà chúng ta biết là chúng ta chỉ biết một cái biến duy nhất là V thôi, chúng ta không biết U và chúng ta cũng không biết là VC luôn. Vậy thì chúng ta sẽ triệt tiêu nó như thế nào? Triệt tiêu như thế nào? Theo bạn Phượng. Thầy là em nghĩ là VCI là nó sẽ bằng U chia 2. VC bằng U chia 2. Ừ. Nào, tại sao mình nghĩ được là cái VCI nó lại bằng U chia 2? Vì là IC là bằng 1/2 của IA nên đạo hàm nó sẽ ra được cái VC là bằng 1/2 UA. Còn ý kiến của bạn Cường thì sao? Em cũng nghĩ như như bạn Phượng. Đúng rồi, ở đây chúng ta có này, có phải là cái y của điểm C nó chính bằng y của điểm A chia cho 2. Bởi vì C của mình là trung điểm của AB mà. Nên y của điểm C nó sẽ bằng là y của điểm A chia cho 2. Do đó nếu ta đạo hàm lên á, đạo hàm lên thì lúc này có phải là chúng ta được là VC mà theo phương y nó chính bằng VA chia cho 2, mà VA của mình là chính là U. Do đó sẽ bằng là U chia 2. Thêm vào đây chúng ta sẽ được ngay là VCX nó sẽ bằng là V chia 2.
V xếp nhưng sao mình V chai, tức là gì, là thành phần vận tốc của điểm C nhưng mà theo phương x nó sẽ bằng là V chia 2. Đấy, như vậy chúng ta đã tương minh được một cái thành một trong hai thành phần rồi. Cái VC nó sẽ có hai thành phần, là một là thành phần theo x chúng ta kêu là VCX, thành phần còn lại là theo phương y chúng ta kêu là VCY. Trong đó VCX mình đã tương minh được về mặt độ lớn là nó bằng V chia 2. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp cái VCY nữa. Bây giờ làm thế nào để mình xử lý được cái VCY? Làm thế nào để mình xử lý được cái VCY? Theo bạn Phượng. Thưa thầy là ta có là VC theo phương của Thanh là bằng em có biết thế này. Em nghĩ là cái cách này nó không có được khả thi lắm, không ấy. Bạn Nhi cái kiến gì cho bước này chưa? Bước này không? Dạ, em không biết thầy. Bạn cười thì sao? Vậy có cười sẽ ít rồi nhưng theo cái biểu thức kia mình cũng Thầy biểu thức nào? Mình có biểu thức nào không? VC bằng chiều chiều VC VCX. cái Thật ra nó có một biểu thức mà chúng ta có thể dùng được này, không phải là mới lên cho là biểu thức nào. Đây, nhìn vào biểu thức này chúng ta sẽ biết cách làm ngay. Thầy vẫn dùng lại biểu thức này. Nếu thầy dùng biểu thức này thì thầy sẽ được là gì? VCI nó sẽ bằng là U trên V nhân VC. Từ thức này có phải chúng ta nhận được là VC bằng U trên V rồi nhân cho V VC. Nếu một cách tương tự thì chúng ta cũng sẽ đi tìm cách một cách tương tự chúng ta cũng sẽ đi tìm cách chúng ta đi triệt tiêu cái U và cái VC đi, cái U và cái VC đi. Vậy thì chúng ta sẽ triệt tiêu như thế nào? Phượng có nghĩ ra được cách nào chưa? Chưa thầy, đang nghĩ thầy này. Cường có nghĩ ra được cách này chưa? Chưa chưa thật. L nó sẽ liên quan tới cái L nữa thầy, Liên quan tới L là sao? là ý là xài cái công thức của tam giác vuông á thầy. Tam giác vuông, công thức phi trơn này hả? Dạ, nó cũng vậy thầy. Công thức của tam giác vuông. Là như thế nào? Đầu tiên các bạn có phải đầu tiên chúng ta nhận thấy này, có phải là cái bây giờ mình là mình cần tìm VCI đâu không nào? Có phải là chúng ta có y của điểm C nó phải bằng là y của điểm A chia 2 đúng không nào? Bởi vì C của mình là trung điểm của AB mà. Nên lúc nào chúng ta cũng sẽ có là y của điểm C nó sẽ bằng là y của điểm A chia 2. Trung điểm mà. Chúng ta đã làm hai vế lên. Lúc này có phải là mình sẽ có được là VC nhưng mà theo phương y nó sẽ bằng là
IA đạo hàm chia 2. Mà IA đạo hàm nó chính là vận tốc của điểm A. Đấy. Mà vận tốc của điểm A thì chúng ta đã kêu là U. Thế thì chúng ta sẽ có là VCI nó sẽ bằng là U U chia 2 trừ U chia 2. Trừ U chia 2. Bây giờ chúng ta sẽ tường minh ra, chúng ta sẽ đưa đưa cái này về về biểu thức của V luôn. Lúc này chúng ta có mối liên hệ ở đây là gì? Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là U của mình này nó sẽ bằng là V chia cho tan alpha, tức là bằng V nhân cho cotan của góc alpha. Và thay vào đây nó sẽ bằng là gì nào? Trừ này V chia 2 nhân cho cotan của góc alpha nha. Và nãy thầy đọc nhầm đề là khi nó hợp góc 45 độ rồi. Kết quả này chúng ta thấy vào, lúc này chúng ta đã chứng minh được là cái VCX của mình đó là nó bằng là V chia 2. Còn cái VCY của mình là nó bằng là trừ V trên 2 nhân tan alpha. Và thì chúng ta sẽ được là cái V của điểm C nó sẽ bằng là căn bậc 2 của VCX bình cộng cho VCY bình. Thay vào thì chúng ta sẽ được là gì nào? Căn bậc 2 của V chia 2 tất cả bình cộng cho V trên 2 nhân cho cos của góc alpha tất cả bình. Chúng ta đặt nhân thì chung là V trên 2 ra bên ngoài, như vậy bên trong chúng ta sẽ còn là 1 cộng cho cotan bình của góc alpha. Phượng có làm kết quả giống này không Phượng? Không hề. Cho thầy đọc nhầm đề là nó khi nó khi góc kia là vuông góc. À, góc thì là 45 độ nên nó không có biến alpha, nhưng mà ở đây tổng quát là nó vẫn có alpha nghe. Rồi, tổng quát chỗ này phải sửa thành câu hỏi là vào thời điểm là thanh nó hợp với phương ngang một góc alpha đó. Chứ không thể nào là đều được, tức là vận tốc điểm C nó sẽ là một hàm của biến alpha. Mà lúc nãy bạn bằng cường là bạn tìm được theo cái hàm gì đó khác khác hàm này cường nha. Hồi nãy mình là V chia 2 nhân với tan alpha. V chia 2 nhân tan alpha 1 cộng cos bình. Dạ. Yeah. Tan alpha. Mà không nó không đúng. À, đúng là 1 cộng cos bình nhân căn bậc 1 cộng cotan bình căn bậc 2 thì đâu phải là tan alpha đâu. Dạ. Yeah, yeah. Bạn Nhi được chưa nào? Bạn Nhi theo dõi được bài này chưa? Dạ, thầy nói lại chỗ VCI giùm em đó thầy. VCI á. VCI đâu chỗ nào ta? Đây, chỗ đoạn này, VCI. Xóa đi nè. Đầu tiên là C của mình là trung điểm của AB. Nên trong mọi thời điểm chúng ta luôn có là Y của điểm C là tọa độ Y của C nó sẽ bằng tọa độ của điểm A chia 2. Mình lấy đạo A mai vế này lên thì chúng ta được là IC chấm nó sẽ bằng là IA chấm chia cho 2. IC chấm nó chính là vận tốc của điểm C nhưng mà theo phương Y. Còn IA chấm nó chính là vận tốc của điểm A, là trừ vận tốc của điểm A chứ, là nó chính là trừ U. Được chưa nào? Như tới cái này được chưa? Dạ. Mà bây giờ là chúng ta sẽ quy cái kết quả của mình nó về V chứ ta không dùng U. U là tự mình đưa vào thôi. À, chúng ta sử dụng kết quả này này, chúng ta có tan của góc alpha đang sử dụng cái phương trình này. Tan của alpha là bằng U chia V, như vậy U của mình đó nó sẽ bằng là V nhân cho cotan alpha. Và ta thay vào xuống đây, thay vào xuống đây này. Trừ này. U thì thầy sẽ thay bằng là V nhân cho cotan alpha. Và chúng ta sẽ đã được cái kết quả về chúng ta đã được kết quả về cái vận tốc, cái thành phần vận tốc của điểm C theo phương Y.
Kết hợp với kết quả lúc nãy là chúng ta đã có là vận tốc của điểm C theo phương x đã là v chia 2 rồi. Vcx, Vci là hai thành phần vuông góc của vận tốc tại điểm C. Do đó cái vector C này về mặt độ lớn chúng ta sẽ tính bằng căn bậc 2 của Vcx bình cộng Vci bình. Đó là đặt nhân từ chung là Vc ra bên ngoài, V chia 2 ra bên ngoài. Bên trong chúng ta sẽ còn là 1 cộng cho cotan bình. Đấy, bạn nghe được chưa nào? Được. Bạn Phương được chưa? Cũng được rồi đây. Cũng được hả? Bài này khó đâu mà cũng được. Bài này có vấn đề gì không? Ý là nó cũng được nhưng mà phải coi lại một lần nữa thì nó mới được hết hả? Được rồi, tối nay thì chúng ta sẽ học đến đây thôi. Các bài còn lại chúng ta sẽ sửa trong buổi khác. Và chúng ta buổi khác thì chúng ta sẽ học thêm bài mới nữa. Bài mới thì có một số bạn đã học một lần rồi, nhưng mà ta ôn lại cho nó nhớ thôi nha. Nhiều quá nhiều bạn không theo dõi được. Thì chào tất cả các bạn, thì chào bạn Phương, thì chào bạn Cường, thì chào bạn Nhi, chào bạn Thảo. Chào thầy. Dạ thầy.